Happy New Year. Năm mới vui vẻ ông ơi, con chúc ông sức khỏe nhá. Em ăn quả to nhé em nhỉ. Ô anh quả. Em ướt đấy. Su ơi. Anh có nó không ấy? Không sao, không sao. Cái này chờ anh nhé, để anh. Anh ơi, mình về. Hai con đi thay quần áo. Ồ, chúng ta. Đây còn con. Đây con. Này. Con về con bẻ tiện thật quá con ạ. Học cơm đi. Vâng. Một năm qua. Ôi con về không. Với ông nhìn đấy mấy cái gà sai lắm. Con xuống đi thu hoạch mang chợ bán nhá. Quả. Ừ, quả sai chín lắm. Đợt nọ con đi vào đấy vẫn còn sạch xanh mà. Giờ chín rồi con ạ. Chín rồi à? Ừ. Hay là mấy hôm nay con bận đi làm quá nên không có thời gian vào xem. Ừ. Bây giờ chín rồi thì tí con đi thu về mang đi bán. Ông xuống đây chín nhiều lắm. Thế à? Thế để em và anh đi cùng đi thu hoạch mang ra chợ bán anh nhỉ? Vâng. Đi lấy gùi xong mình đi hái đi. Đi thu hoạch đi. Ông ơi. Ơi. Chúng con đi thu hoạch này. Ừ. Ừ, hai con đi đi. Để đây tí con về con bóc. Ừ. Cầm cái này trở lấy khỏi hái. Ui rồi, giống quả chín thật vàng thế. Chín thế. Ui nhiều thế. Cái kia ra phải được hai cùi luôn. Tặng. Em hái luôn khỏi kia cho mình ăn thử nào. Nào. To quá anh ạ. Ui. Ui. Ui nhìn ngon nhỉ. Ngon thế. Anh ăn thử đi. Ừ. Anh xin. Ngon. Ngon lắm. Này, em ăn thử nào. Em xin. Ui giời ngon thế nhỉ. Ngon. Ngon nhỉ. Đúng rồi. Hạt to đấy nhỉ. Ngon rồi. Ngon lắm. Ngon thế. Thôi mình đi thu hoạch không nhỉ. Hái cả lá này đẹp này. Đấy. Quả to nhé em nhỉ. Ô anh quả này to quá. Quả nào. Ui to đẹp thế. Anh xem nào. Quả anh bé tí. Em ơi sai nhỉ, quả chín quả đậy. Mang đi chợ bán khách. Đông khách lắm anh. Bên kia sai quả đấy, em hái ở dưới này anh chiều lên đấy hái nhé. Thì cao đấy sai quả thì anh chiều vùi ra nhé, anh mang cái vùi bé của em đi. Anh chiều lên cẩn thận nhé anh nhé. Ok. Anh ơi. Ừ. Anh hãy trước đi, em lên trên nhà em có việc. Em lên nhà. Vâng. Cẩn thận mới kia lắm nha. Vâng ạ. Ơi, được nhiều chưa? Được à, nửa vui rồi. À. Quả trên này to thế đấy em ạ. Đây này, một chùm hai quả này. Cái này cành bé quá nhỉ em. Rơi xuống này. Rơi rồi anh ạ. Ui rơi xuống rồi. Ui ôi xa quá. Ui xa quá. Anh cẩn thận nào. Có hái thế nhỉ? Ừ, em ướt hết rồi. Cẩn thận nhá. Anh ơi, cẩn thận rơi hết xuống rồi. Có cửa xa quá anh vít không tới. Đã vâng. Rơi xuống. Anh cẩn thận vào. Anh lại làm rơi tiếp rồi. Ôi rơi xuống ạ. Vâng. Rơi nhiều lắm anh ạ. Trên này nó rơi xuống. Anh ơi, sắc đây rồi, ôi, nhiều quá. Vâng. Nhưng mà trên này anh khó ngồi nữa, anh làm cho anh nhặt thôi nhé. Vâng ạ. qua. Sắp đầy rồi đấy em. Sắp đầy rồi anh ạ. Kéo được không? Có ạ. Ui ơi. Đau. Không đau nhưng mà trơn nhỉ. Trơn chân đi. Không sao, không sao. Ui. Cao quá nhỉ. Có bị đau ở đâu? Bị đau tí chân đấy thôi. Không sao. Thôi anh không sao đâu, em nhặt vào đi. Để anh đi rửa cái này. Bẩn hết đất rồi. Đâu. Thôi chúng mình cùng nhặt để tranh thủ đi chợ bán luôn. Vâng. Chắc sẽ đủ vừa đi chợ rồi đấy. Về á? Đây hết rồi. Đây rồi, đây thôi về đi. Đây hai này. Cái này chờ anh nhé, để anh đi cùng. Ui, quần sắp tục rồi. Nặng quá nhỉ. Nhặt dép đi. Để đưa làm sao anh sẽ chặt được. Anh đợi em đi rất đã. Nhanh. Ông ơi, chúng con hai quả vậy rồi. Ui, sao có lấy nhiều quả đấy? Sao con rớt hết này? À, con bị sao không? Nãy con rơi cây. À, rơi cây à? Lần sau cẩn thận nhá. Hai con vào nhà đi, thay quần áo đi. À, con hạ nó đổ đây đi, con đi thay quần áo đi. Nào, ông giữ cho. Đây, con đẩy lên. Cháu đẩy lên. Đi thay quần áo đi. Hai con đi thay quần áo đi. Ông ơi, con thay quần áo xong rồi. Ừ, thay hồi gì con? Thôi rồi. Ừ. Ông ơi, con quả ngon này con bữa cho ông ăn này. Ừ. Đấy. Ừ. Ông ăn đi. Ừ. Con bữa. Ừ. Các con ăn đi, bữa ăn đi. Con có nhớ cái cô cho mình nhà ngố không? Cô Hà. chúc biếu cô ít nhá. Vâng, thì con mới rồi. Mình biết ơn cô ấy, đi mang đi biếu cô ít nhá. Đấy là mới rồi nhá. Biếu cho cô một ít rồi. Ừ. Thế thì con đi chợ con mang đi luôn nhỉ? Ừ. Ngon nhiều nhỉ? Chín nhiều ngon lắm. Thôi ông này, các con cũng chuẩn bị đi luôn đây. Ừ, hai con đi chợ đi. Ông ăn. Thôi không ăn này không? Ở đây lên cổ đi. Hai con đi chợ nhá. Em đứng đây để anh lấy cân với mẹ. Con cháu con đi chợ này. Ừ, hai con đi chợ nhá. Con cháu không ạ? Ừ. Hôm nay quả đang chín nhà em này. Vâng. Còn đi chợ thì các bạn cứ mua đấy. Con bảo là con anh trà ra không mà. Ba vào biếu cho cô một sọt này. Cô mua. Rồi con đưa thời gian này cô làm gì rồi cô? Cô vừa mới đi công việc về. Dày quá không hết đâu, đổ nó tràn ra ấy. Không hết được ấy. Sao cô lấy bằng này? Thế sao cô giả tiền cho nhá, cô không... Thôi con cho cô thôi ạ. Đây còn thôi. Thôi ơn ăn rán đi. Nhiều quá. Tiền à. Cô ơi, con cô lấy tiền đâu ạ? Con ra đi đeo cô thôi ạ. Cô gửi tiền, đây này nó rơi ra ngoài này. Vâng. Thôi, con muốn gặp tiền không ạ? Vâng, vâng. Ông con mang đi... Tết của cô là Tết cô sức khỏe và cầm đi mua cái gì về ăn Tết. Cô là cầm đi Tết cho ông cô ạ. Thôi để lúc nào cô mua cái gì thò được. Cô đi thò đi thẳng buồn nhá. Thế con chào cô con đi đây. Cô cảm ơn nhá. Vâng. Lấy anh 40.000 đi. 40.000 à? Đấy, lấy quả anh đẹp đẹp chút nhá. Vâng. Anh ơi, lấy cho anh đi nhá. Anh đi vào hàng. Đó, anh lấy 145 lấy anh chắc đi. Tốt rồi. Mà bán đã chiều rồi, sáng thì anh luôn rồi. Dép không có được dép rồi. ơn nhá, cảm ơn người trồng quả nhá, rất là ngon. Em chọn quả đẹp tôi mua. Cảm ơn cô ạ. Vâng. Chào bà xe đã. Ôi giời ơi. Còn cô là 80.000 ạ. Đây, con trả lại 20.000. Đây ra, ở đây, con thơm mặt anh không ăn chưa ạ? Ở đây. Bây giờ, tóc cứ đứng rồi. Rồi thế, bạn đã mặt đỏ trứng gà là 3 triệu một quả nào. Rồi giờ trời cũng muộn rồi thì con bán 10 triệu một quả. À, thế để cô đến tất cho nào. Cô lấy tất. 4, 5, 6, 7, 8. Đấy, 18, 19 quả. 19 quả, ô thế tôi giải 180 nhỉ. Giá lại cô là 180. Vâng. Ừ. Đây con xin nhé. Ừ. Cô giá 20.000. À, đây con cảm ơn cô nhé. Ừ. Vâng. Con cảm ơn bà nhá. Nào, bà xin nhá. Vâng ạ. Ôi, em ơi, anh bán lỗ rồi cho em rồi. Bảo là bán lỗ luôn à, con là bán lỗ. Đây bán lỗ rồi đấy. Đấy 180 bây giờ bán. Lần đầu anh mới thấy đấy. Em không thấy. Con đẹp quá, sau này mình mua nhá. quá, anh nhìn đẹp anh thích quá nhỉ. Bác mình lấy mấy tay này. Hai đứa cháu mình sao chưa về nhỉ? Tối này, cháu biết có vấn đề gì không? May quá, bây giờ về à? Hai đứa vào nhà đi. Hai đứa về tối thế. Mà con đang mua ít đồ ở siêu thị ông ạ. Con về con bẻ tiện thấy cây cành đẹp con bẻ luôn về làm Tết luôn. Ông vui quá. Đấy cả cái này nó cơ. Đẹp lắm. Ok đẹp rồi. Đẹp. Đây con mua một con gà nữa này. Một con gà về ông con mình làm Tết này đây đấy. Đồ lắm ông không ăn gà mà. Đây. Ông vui quá. Để ông ba đi xong tí con mua ông con mình ăn. Đấy con mua được cái này nữa. Mua gì đó có ông sẽ làm một ít kẹo. Con mua này, kẹo này. Đấy dây này này. Con mua nhiều lắm. Dập hết. Vâng. Thế ông ba đi để ngoài đấy rửa xong rồi con để con ra đun bếp con nướng. Anh mong là em sẽ ăn Tết của anh hết cả đời luôn. Vui quá, ăn Tết to quá. Xong chưa? Anh xem luôn nhé. Ôi, còn có trứng ra sao đi Thảo? Có trứng đẹp thế nhở? Ông nướng bếp xong chưa ông? Ừ rồi, có đợi một tí có thang rồi con nướng. Vâng. Thang này được rồi đấy, ông nướng rồi đấy. Con nướng đi. Vui quá con ạ. Con thấy vui không? Con thấy vui, con cũng năm nay có ông nên con cũng vui lắm. Ông vậy, ông có con là ông thấy vui quá. Vâng. Tay con này. Vâng. Kê cái này không? Kê này. Đâu? Được anh nhỉ. Kê này cũng mỏi tay thật. Con nhỉ? Đấy, vàng ương đấy đâu ạ? Va vàng nhỉ? Chắc sắp chín rồi con nhỉ? Chín rồi đấy. Con theo con là chắc chín rồi đấy. Đây này. Chưa? Đây này. Đấy, con sẽ nướng cẩn thận vào. Bữa nay ông con mình ăn một bữa tèn gan luôn không? Nấu lắm rồi, ông không được ăn. Thôi bây giờ trời cũng mưa rồi, đi ông con mình mang vào đi. Trời mưa quá nhỉ? Đi vào đi con thấy cũng chín rồi. Chín rồi. Con mang đi ban xong ông con mình thưởng thức thôi. Đi. Ông vào. Đang kế. Thằng nhái ông nhé. Cắt cho. Thơm nhỉ ông nhỉ? Thơm ngon lắm. Ôi, ngon thế nhỉ? Chạy lên miếng rồi. Vào cơm đi. Vâng, ông vào ngồi trước đi để con lấy đũa lấy bát về. Năm mới mày hát bài cho vui nhỉ. Happy New Year, Happy New Year, Happy New Year. Năm mới vui vẻ ông ơi, con chúc ông sức khỏe nhá. Năm mới ông chúc hai con mạnh khỏe nhá. Vâng. Nước chung năm mới thôi. Đây, ông uống. Chiêm bát đi, chiêm bát mình ăn. Đúng rồi. Thôi ăn đi ông ơi. Đây, ông ăn miếng to nhất này, ngon nhất. Ông xin báo cáo lên con nhá. Một năm qua em ở cùng anh, thương em quá anh cắt cho em miếng to nhé. Ăn xì ạ. Ăn đi, ngon lắm. Vâng. Anh nướng ngon. Ông ăn đi. Chấm đây này ông này, chấm nước chấm đây ngon. Ngon thế nhỉ ông nhỉ? Ngon. Ngon à? Giòn ngon. Ông ơi, một năm qua bây giờ mình về nhà mới con thấy nhà mình ăn than tình vượng quá nhỉ ông nhỉ? Ừ. Mà là ăn cũng khá rồi. Ừ. Mà hai đứa nhà con nhỉ? Vâng. Và hai đứa hôm nay con đi đón ở trường, nhưng mà nhà trường tổ chức ăn Tết ở đấy rồi, cho nên là cô giáo không cho về nữa, thế là con mới về một mình, không thì cả nhà mình đầy đủ thì vui hơn. Ừ. Mà. Ông ơi, ông ăn nhiều đi, con cắt cho ông một miếng. Ừ, ông cảm ơn. Ngon quá. Cô cảm ơn ông và anh đã cho cô ở trong suốt thời gian qua. Con là vất vả cho hai ông con rồi. Ừ, thế, ông thấy con vui vẻ là ông mừng lắm à? Chỉ cần em về ở với ông với anh thì anh thấy hạnh phúc lắm. Chúc mừng năm mới các con. Chúc mừng năm mới nha. Chúc mừng năm mới nha ông ơi. Ừ. Con chúc ông sức khỏe. Ông chúc con sức khỏe nha. Thịt ngon nhỉ em nhỉ? Vui vậy. Ừ. Ừ. Nay vui không? Vui quá. Các con dọn mâm đi. Nay con thấy ông vui lắm ấy. Ông này là quá vui ấy. Ăn Tết. Ông ở đây nhé. Ừ, có bữa đi ông ăn thử miếng à. Đây không? Ông nữa không? Ừ. Ông xin. Ông ăn quả này không? Ừ. Các con ăn đi. Này, quả ngon lắm. Ăn nữa rồi. Ông xin. Chào mấy ông cháu. Cô đi chưa? Có ít quà Tết cho ba ông cháu. Hai em về à? Vâng, hai em đang tặng cô ạ. Này, cháu xin cho cô. Rồi. Ông xin cảm ơn cô nha. Con nha. Chúc mừng năm mới ba ông cháu nha. Vâng, con cảm ơn cô ạ. Cảm ơn cô nhá. Ôi, trời mưa gió này cô lại đến muộn nữa. Chúng con ăn cơm tranh thủ. Con có đồ nữa thì để ông mời giúp cô. Cháu ăn Tết đầm ấm quá. Cái không đẹp thế. Báo chặt về hả? Vâng ạ. Cũng nhờ có cô là chúng con với lại cả ông mới có ngày hôm nay cô ạ. Khang trang quá. Lúc cho trứng gà cô xong là đi chợ, thì cháu đi chợ thì cô nấu cơm. À, thế trời tối khuya quá cô lại về. Ăn vào... cơm xong cô vào nhà cháu. Cô có quà Tết thì của gia đình mang biếu ba ông cháu ăn Tết vui vẻ. Nhưng mà vào đây thấy gia đình mình thế này là cũng đầm ấm lắm rồi. Tôi là gia đình cảm ơn cô đã tặng quà. Không có gì, ba ông con cứ vui vẻ khỏe mạnh là cô vui rồi. Vâng. Cô cũng ăn kẹo. Ông ăn kẹo. Cô ăn kẹo đấy cô. Ừ, kệ cô. Con cũng cảm ơn cô vì có nhà cô cho chúng con, với lại cô lại ngày nóng mang quà ra tặng cho chúng con. Con cũng cảm ơn cô rất nhiều ạ. Không có gì đâu, cô quý mấy ông cháu. Vâng, cô ăn đi cô. Con bánh cô. Em rót nước cho cô đi. Có khi xin phép mấy ông cháu cô đi về, cô còn là đi chúc Tết mấy gia đình nữa. Thôi cố gắng ngoan ngoãn nhá, ở bên anh Táo nhá. Chào chào cô nhá. Em mà có hình cảm ơn cô nhé. Cô chào cháu, chúc mừng năm mới. Rồi mưa gió này cô nghỉ nhá. Chúng con ở đây một đêm. Cảm ơn cô nhé. Cô đi về chúc ba ông cháu sang năm mới mạnh khỏe và chúc cô hai cháu nhanh cho cô ăn cô nhá. Năm mới mạnh khỏe nhá. Con cảm ơn cô ạ. Thế cô mưa gió quá thì thôi cô đi về. Con đây thôi. Thôi cô về. Cô về à? Tối quá mưa quá cô ấy không? Cô có mang ô đi không? Có, đây rồi. Ông ơi, cô tốt bụng quá nhỉ. Ừ. Mình mang ít quả trứng gà đi chúc Tết cô, nhưng mà cô lại mang bánh kẹo này, mì tôm các kiểu nhiều quá. Đúng là nhà mình có phước quá. Giờ cô mà cũng thương nhà mình quá, cho cả nhà cho quà các kiểu. Con biết ơn cô Hà quá. Ông biết ơn cô ạ. Đó, em xinh gái thế. Lúa này này, để em cắt cái này, em đội lên đây. Chỗ này hang này. Con đang bắt ong, hoa cải chứ. Cơm đi không? Ông ăn mò. Các cành ngông nhỉ? Vâng. Cành ngông. Hoa đẹp thế nhỉ em nhỉ? Đúng rồi. Đây, để anh cài máy hoa đây là rất đẹp. Úi dồi ôi. Nhiều nữa. Nhổ đây này. Rau này tươi lâu rồi không ra, nó cũng già đi rồi. Già đi nhiều. Để em cắt cái mầm non này, cái ngồng mầm non. Mưa quá nhà em nhỉ? Đúng rồi. Em lấy ô về đi. Mưa thôi. Mưa quá. Mưa. Mưa. Vừa ra em mang cổ ô thì ợp cướp, xong rồi em mang khoa thì cất luôn. Trời lại bắt đầu nắng rồi đấy. Mưa này thấy ốm lắm em, nên nó đọc phải cần nó ô không là ốm. Ôi trời lại mưa rồi kìa. Trời này đúng mặt sáng thật, nửa mưa nửa nắng này ốm đấy. Để mút non này. Nè em ơi. Dạ. Em mang đi để bằng cúi. Dạ. Xong em mang giỏ ra đây. Dạ. Để cầm cho nó. Dạ. Ui, thế anh làm được cái vòng hoa này phải anh giao thời gian nữa phải không? Gì à? Mất. Độ này kìa. Hả? Ôi, anh làm được cái vòng hoa này đẹp lắm. Này, anh đội lên xe có xinh gái không? Chiều nay chắc mình đi bán hàng đắt hàng đấy. Cười thế mà, cười to tí nữa. Để anh chỉnh này. Đó, em xinh gái thế. Đây, lên đây anh. Rồi, lại em à, dạ. Chị mình lấy luôn lá này đi, lấy luôn lá này đi bó. Ừ. Bó ở bờ suối. Được rồi em ơi. Tầm này được ấy. Mình buộc luôn đây đi. Vâng ạ. Dạ. Con đang bó lá ông ơi, bó rau. Mà ông nấu cơm ra à? Wow. To như nhau chưa? Một bó 5.000 nhá. làm được cho bó rau đắt giá. Gọt theo ở phố táo. Chỗ về hang à. Bó nốt. Đấy đổ về bó nốt. To thế. Cho món của cháu rồi. Thế thôi. Em, anh thấy một tổ ong kìa. Em chạy về lấy bao để anh trèo lên xong anh bắt mình mang đường đi. Chạy nhanh nha. Được chưa em ơi? Em đưa đây, cho anh trèo lên anh bắt đi. Anh cẩn thận nhé. Không à. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để biết được con chúa chứ. Để sợ. Cầm đi. Cầm lên. Cầm lên. Đừng làm thế. Đấy. Không sợ, đừng sợ. Đốt đâu mà. Ơi, em bỏ hoa ra xong mang gùi ra đây để mình hứng con ong này vào. Nhanh nhá. Em đi ra nhá. Vâng. Ghê lắm ấy. Đấy. Phải mạnh hơn. Thôi mình về ăn trưa đã. Để đây xong tí mình ra đây mình lấy về. Không đóng một cái hộp nữa. Xếp vào đi. Cái nhẹ nhẹ thôi. Hổng lông. Đấy, sắp đầy. Em ai đưa cái bó này. Em ơi, dạ. Em vào đây anh, công an đi xa đây. Thôi để anh chạy điên ạ. Đi, tí em mới luôn hết đấy. Luôn hết quần xem, quần áo đi, mặc đi chợ. Em đến đây chờ nhá. Vâng ạ. Con to nó về à? Con xinh đấy. Đâu một cái gùi rồi con. Một cái gùi con đang bắt ong. Hoa cải đẹp thế. Hoa cải nhà mình đeo ạ. Ừ đẹp nhỉ, tốt nhỉ. Đẹp này nở đẹp lắm, nở đẹp lắm. Con vào nhà đi, để cơm. Ông nghỉ đi. Tí tôi vào bếp. Có cơm đi. À. Về tao đi em ạ. Ôi, rửa tay xong chưa? Không ngồi đi. Em vào ăn cơm đi. Không ngồi đấy. Thơm. Em ăn thơm. Con nấu không? Để con. Ông ăn đi. Thì hôm nay ông làm ngon đấy. Ông ăn. Ừ, con có ăn nhiều à? Được. Cơm này các con thấy ngon. Ngon quá. Ở chín nè. Đó này chắc các con cơm ngon lắm nhỉ. Ngon. Ngon lắm. Con ăn khỏe bánh nhé. Ừ, các con ăn khỏe bánh nhé. Đây anh Báo làm một hoa cho con à? Đúng rồi ông ạ. Đẹp thế, anh Báo làm đẹp đấy. Ông thấy con làm thế nào? Đẹp. Đẹp à? Con, con cháu đây. Ngoài chợ bán chơi chắc họ thấy đẹp, họ mua nhiều lắm nhỉ? Các con nhỉ? Họ mua về thắc, họ mua về gắn chơi không? Ừ. Công nhận hôm nay ăn khỏe, cơm hay vậy? Ông ơi, anh ăn cơm nhé. Có cơm đi. Ông ăn cơm đi. Cơm đi không? Ông ăn no à? Ông ăn no rồi à? Ừ. Thế em cháu lọ nhé. Ừ, tôi cách cháu lọ. Bê kia đi. Ông ơi, con đi lấy tổ ong đi. Ừ. Nãy con cho vào ấy rồi, cho vào gùi rồi. Ừ, con đi lấy, ông đi lấy củi nhá. Lấy củi nhá thôi. Con ơi. Dạ. Con đi lấy tổ ong à? Vâng. Ừ, con đi lấy tổ ong, chiều về hai đứa đi chợ nhá. Vâng. Em ơi, đây anh bắt được ong này. Ôi, anh bắt được rồi. Vào trong này hết rồi. Tí ong ở nhà ong. Em ơi. Dạ. Em đi thay quần áo đi, anh đổ xong. Đi thay quần áo mình đi chợ luôn đây. Ông ơi. Ơi, con đi chợ luôn này. Ừ, đấy. Con đi chợ đi. Ông ở nhà ông xem ong hộ con về nhé. Ừ. Con đi luôn. Ừ. Hai con ơi. Dạ. Mẹ túi bóng này. À, này, con quên rồi này. Ừ. Hai con đi chợ nhá. Vâng. Thế ông ở nhà ông xem ong hộ con với nhá. Thế em mặc cái bộ con này đẹp quá nhỉ. Xinh nhỉ. không cay không? Cay đâu ạ. Bao cho anh. Đi được hết rồi, bao nhiêu nhé. Chưa. Không có. Đây này. Một cái cảo. Đây về đây này. Má đây, hôm nọ như đợt trước rồi ép rồi, tối qua ép cả đêm ở đấy chứ. Đợt trước cũng ép nổ quá, không chịu được. Hôm nay tí nó chết, là con cá lăng này nó đục đấy. Nó đục cái thủng hết cả cái bạt cùng của cô ra. May còn ở trên đồi vừa xuống đấy. Con hay này. Cá chấm mà. Cá lăng chấm được. Không biết mất tiền mà. Có hôm mà rơi lung tung biển. Còn không cô? Ở bao cái còn không? Ba này còn nhưng mà không đủ. Không đủ 20 cân à? Đây để cô hút thêm nha. Rồi. 20 cân rồi. Tiền cô? Đó là 340.000. 340.000. Ok. Đưa cải tấu có đút vào sao? Cháu đưa cô 400, cô bù lại cho 60.000 này. Rồi. Sao còn một ít thì sao lấy nốt đi? Có mấy ít? Đấy. Thôi cháu về đi. Cô xét rõ về đây. Chị ở đây chứ. Anh đi thua hành về. Món không xanh đi đúng không? Bà lấy cái này. tốt quá. Mình tốt quá nhỉ em nhỉ. Mình nhổ mấy khóm này nào. Ui, tốt thật vậy. Khóm này, ui, khóm này to đi. Ui, tốt thế nhỉ em nhỉ, củ to lắm. To thế nhỉ. Em ơi, dạ? Anh nhổ đây nhiều này. Củ to nhỉ. Em ơi, dạ? Thôi thu gom đi để một chỗ chơi được bao nhiêu? Vâng ạ. hơn giật đấy. Nhiều lắm à? Em ơi, anh Xuân, à anh tặng cho em này. Lấy đi. Lấy đi. Anh lại em không cho. Đi em. Đúng không? Phải không? Thua. Đúng đúng phải phải cái gì ạ? Anh bảo là em nhặt hết chỗ kia cho anh đi. Đi bảo phải không? Đúng không? Cái gì? Nhặt hết cho em ơi. Hết rồi. Để bên này. Đấy cẩn thận. Giặt hết đấy. Em bơi bới cái rễ này đi nhỉ? Có nhiều đất quá nhỉ? Chắc là mình phải bơi bới đi xong tí đi rửa thì rễ luôn em. Hả? Rồi về lúc anh rồi à? Sao? Hay là cái gì? Nó có giá trị. Giá trị à? Hai à? Lúc còn không vậy bật coi xong á. Hai à? Không? Vâng. Anh, lấy lá chuối này để làm gì hả anh? Buộc hành này được đấy, tôi lại buộc chắc. Cô ơi, cô ra xem là cháu cắt hết rồi, cháu nhổ hết rồi, cô xem là tát cá đâu cô. Rồi cô xem nhé. Cô xem bao tiền cô? Đấy cô đếm được rồi, cái này 17 bó cô lấy 200.000. 200 mà cô? Ừ. Thế thì cháu không gửi tiền cô rồi. Đây cháu gửi tiền đi cô. Ừ, cô xin nhé. Vâng ạ. Cô xin nhá, thế là vâng các cháu thu xả hành họ về thì cô đi về đấy, cô vâng, nhá. Vâng, chào cô ạ. Vâng. Để tụi này tụi tinh cận rồi. Đánh củi đấy. Cái gì cũng nhịn đau thôi. Cái này thì lo ăn. Hoa đẹp nhé nhỉ? Vâng. Có khi anh tặng cho em bó hoa nữa không? Có. Đây. Đây tụi. Nhìn đẹp thế. Hai con kia phải có bạn bè rồi vui. Vào đây, vào đây cho ăn cỏ này. Đây, đây. Không ăn cỏ à? Đấy, ông ở nhà ông dợ chuột sạch sẽ. Ui, con lợn kia chán nhỉ? Vâng. Béo hơn rồi đấy anh ạ. Ông ơi, ông làm gì đấy? Con về rồi. Đào hố à? Chôn cột à? Vâng. Ông ơi. Ơi. Ông đào hố à? Ừ. Ông đào được mấy hố rồi ông? Được 4 hố rồi. Đây đi thu hành về. Vâng. Con đi thu rẻ rẻ lắm. Thế cục đủ chưa ông? Chưa, con đi đục thêm cột đi. Đi đục thêm à? Ừ. Vâng. Con đi đục cột đi. Vâng. Để ông làm. Đấy, đục rồi. Ừ. Em Xu ơi, em nấu cơm nhá. Con này, đã. Còn thiếu 2 cây nữa, con đục cho ông 2 cây nữa nhá. 2 cây nữa à? Ừ. Được 4 cây rồi phải không? Ừ. Là 2 gian. Ừ. Đây 2 cây này đi con, cắt 2 cây này rồi làm. Ừ. Ôi, ơi. Thế được như này được chưa? Được rồi. Ông ơi, đấy. Lấy từ máu này lên nhé. Ừ. Đấy, lấy từ máu lên thôi. Ông ơi, cơm ông, ăn cơm, anh ăn cơm đi. Cơm chín rồi em. Sắp làm ấy, nhà sắp xong rồi nhà. Nhà bếp sắp xong rồi. Còn nhà làm cho Xua, phòng của Xua thì con vừa đi làm vừa đi thu hoạch này chậm lắm không ạ? Đây có mời ông. Cố gắng, bình tĩnh mà. Tính là làm rộng bằng hai gian này được không? Được. Tính là làm rộng bằng hai gian này, một gian đựng đồ, một gian làm phòng ngủ của Xua cho được sự riêng tư ấy không? Được, làm vậy được. Ông đào xong sẵn rồi cho ạ. Chiều chỉ dựng lên thôi. Chiều dựng lên không? Vâng. Thế con phải cố gắng thu xếp cơ. Con định tính rồi, chiều chắc con đi chợ. Cái nhà này chắc mình làm dần thôi ông ạ. Sợ làm không kịp ấy. Thế chiều các con đi chợ nhá. Ông cơm. Món canh chúa của em ngon đấy. Ăn đi. Công nhận ngon. Có là ngon đấy. Ngon hả? Nhiều lắm. Ngon lắm. Công nhận ngon. Tao ngon đấy. Ngon không? Các con bỏ đi nhé. Ông không ăn nữa hả? Tao ông không. Ăn đi ông. Đậu. Ăn rồi. Nước sôi rồi ông ơi. Ông pha chè đi. Thế chúng con đi chợ đấy ông ơi. Hai con đi chợ nhá. Vâng ạ. Các con ơi. Dạ. Mang ô, mang áo mưa đi. Con mang ô đi rồi ông ơi. Trời sắp mưa đấy. Có cầm không? Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ Khí gì nó thừa nó khí nào luôn nó ăn đấy mình phải điều nữa. Bà lấy chọn, bà lấy cái này, bà lấy thật đấy. Cháu bóng cháu bà cả tiền thật mà. Thật đấy. Cháu xin là cháu gái bà. Này giá tiền. Vâng, cháu xin cháu gái bà. Bà nhá. Vâng ạ. Bán hàng nhau khổ cái này. Muốn. Ngồi liệu ý. Đấy thích ai. Tôi chuẩn ơi. Tôi chuẩn như nữa. Chưa vẫn còn xếp đầy ở trong đấy này, quế này. Đó, 5 lạng này. Có một con bó nhá. Bác nhé. Vâng ạ. Chọn đi ơi, chọn đi. Mới rồi bạn. Bán đẹp. Không? Ừ. Không được một vị rồi à? Ừ. Ông giỏi thế. Rồi để con cứ cùi xong con ra hộ ông. Ừ, vào cất đi ra hộ ông. Ông để con đóng hộ cho. Ông đội mũ vào đi. Ừ. À, hộ ông đóng. Ơi. Ông về em xua vào đây nhớp hộ anh cái này nào. Hai ông con đi, hai ông con cho đứng lại đi. Anh đơm cho anh à? Rồi. Ông chỉ vào lỗ nhau nhỉ? Ừ, cột nha. Lên rồi, đóng chưa tí nữa. Cháu cầm ấy cũng giữ đồ đấy để anh rút ra. Nhà co sao vào thành nhỏ nhỏ. Ừ, con Có sướng không? Có chứ. Vui không? Anh báo làm vui lắm anh ạ. Vui múa cho ông con xem bài nào. Con sóc có phòng riêng mà con có sướng không? Có ạ. Thích không? Thích lắm ạ. Em muốn nghe anh hát không? Em có ạ. Vào chưa ông ơi? Vào rồi. Được hai vị rồi đấy. Anh. Cái này mày chặt cho con. Đéo này đi này. Vào đây. Tạo cho các con một bài thơ hay là một miếng. Cái nào được cháu để luôn lên đây này. Đấy, đừng vớt, dụng đấy.